Đừng gọi điện cho mẹ Simi vào lúc 3 giờ sáng bởi vì chuyện này rất là nguy hiểm. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Mà Simi có chắc không? Chắc, trời ơi, cái này qua trên YouTube á, đó là gọi vào lúc này á là nó sẽ hiện lên nè. Chắc là mạng hơi yếu. Mà Simi có chắc là nhìn kìa, sao lưng nhìn kìa. Cái gì mà xuống đất? Sao lưng bà kìa. Sợ mà đâu. Nhìn kìa. Quay đâu? Hả? Kỳ vậy? Còn nào có ai đâu, nhìn mình mệt quá rồi. Kỳ ra không lẽ mình nhìn nhầm nè. Kìa. Kìa, Simi làm sao kìa? Nhìn đi. Thôi bây giờ mình đi quay video ha. Đi. Xin lỗi nha, trời ơi chọc giỡn. Thôi giờ quay clip nha. Dạ. Anh thấy hơi lạnh xuống lưng không? Hay là do cái bụng mới lạnh đau quá. Phải hơn gì. Gì trời, trời chôn rồi đúng không? Nhiệt tình. Ôi trời đất ơi, tí chưa tôi đã bảo rồi, đừng có gọi là Simi vào lúc 3 giờ sáng mà không tin. Đó bị jump scare nè. Nhưng mà thấy cũng bình thường mà, có đâu sợ trời ơi. Ui, ui, cái nhìn nè. Ủa, sao xong trong điện thoại mình có nhiều người lạ dữ vậy? Ê, nhìn lạ lạ nhưng mà cũng rất là quen nha Sim. Tuy là người lạ nhưng mà cũng rất là quen nha. Ê mà khoan, có cả Sim luôn nè. Ủa gì vậy? Ê, bên dưới là cái thấy có Catnap nè. Baby in Yellow nè, trời ơi. Toàn người quen công việc quý vị, trời ơi. Chết rồi, cái điện thoại mình bị nguyền rủa rồi các bạn ơi. Toàn là quái vật trong này luôn các bạn ơi. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được 5 like. Và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1. Thank you. Cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ khám phá thử trong cái điện thoại của mình có những ai nha mọi người. Cái nhớ cái điện thoại này là hồi trước cài tặng cho Sim. Mà nay nó Sim thêm nhiều danh bạ lạ quá ta. Đâu, Sim đâu có thêm đâu. Trời, hồi nãy tí gọi thử mèo Simi rồi, tiếng giờ quá trời cuộc gọi luôn. Thôi bây giờ mình gọi thử, hồi nãy là mình chỉ mới gọi thử mèo Simi ở ngoài đời thôi. Đúng rồi. Trong game là không biết làm sao nè. Ok, xem thử bạn mèo Simi ở trong game như thế nào nha. Rồi, rồi, rồi. Mà khoan, trước thì mình nhắn tin chứ nè. Đúng rồi, phải nhắn tin coi là người ta có gánh gỗi không các bạn. Mèo Simi là bạn sao, đó. Ủa nhưng mà Sim mới là Sim mà. Hỏi thử, được rồi mình hỏi gài. I am the real you, I am mèo Simi 25. Tôi chính là mèo Simi nè. Ê nói xạo nè, trời ơi. Đúng rồi, trời ơi. Mình mới là mèo Simi, trời ơi, nhỏ này quá xạo rồi. Bây giờ thôi mình gọi điện bán vốn liền. Gọi điện bán vốn liền các bạn à. Đó, gọi. Đấy. Tôi, đây mới là tôi nè, không hiểu sao ai giả dạng tôi nè các bạn. Không có biết nữa. Trời ơi. Nào, okay. Để thử coi coi. Rồi, thử. 3 giờ sáng luôn à. Ồ. Ôi. Nhà này nhà nào vậy? Ê, đây có bạn nhà Sim. Ui dạ. Sim kìa. Ui dạ. Ui dạ. Ủa Sim đang làm gì vậy? Ôi, Sim đang đi thẳng tới cái camera gì vậy? Ủa Sim đang... Bây giờ là khóc rồi. Bà Sim này bị sao ấy? Tôi nghĩ là cái bà này là bà đang có vấn đề về gọi là tâm trí hay sao đó bạn. Ui. Ê, sao cái nhà của Sim hê ghê quá à. Trai nghĩ là bà này là bà đang nói chuyện với một người đó khác nè. Cái gì vậy? Trời ơi, ê Quang, tính ra là cái bà Simi ở ngoài đời cũng sợ, ở trong game cũng sợ nha. Em mà hồi nãy cái đó đúng á, bà nói chuyện với cái con quái vật nào. Đúng rồi. Là bà là quái vật đó. Hồi nãy là tôi thấy là bà này bà nói chuyện với lại con mắt nào đó màu đỏ các bạn à. Có thể là cái con mắt màu đỏ đó chính là cái gọi là nguyên nhân để điều khiển cái bà này đó. Ghê quá. Trời ơi, rồi tiếp nè, Catnap. Hôm bữa mình vừa làm clip gọi lái cho cái video Catnap mà nhiều bạn ủng hộ quá trời. Ok, nếu bạn nào muốn xin làm tiếp tục về chủ đề Catnap với Doc đây thì các bạn bình luận phía dưới sẽ biết nha. Rồi, gọi nè. Bấm vô, rồi. Đó. Bắt máy em, có bắt máy không? Đó, có cam nắp rồi, không biết có đốt đây không nha bạn. Thử tìm thử. Thôi chắc bị cái điện thoại này giờ nhiều số quá, không biết. Cam nắp ơi. Ui, cam nắp ghê vậy. Không, yên tâm, mình nằm chắc không thấy mình đâu, nó không thấy mình đâu.
Đó đó, trong đấy mình được mà. Ê, sao sim nhắc cắp nắp nó dễ thương lắm mà sao trong này ghê vậy? Chứ còn gì nữa. Ê, trời ơi. Ê, có khi đây là hình dạng thật của cắp nắp. Ôi, hình dạng thật cắp nắp là như vậy. Mà sim nhìn cái chỗ này á là nó giống như là một cái khu trò chơi sao á. Ồ. Ui. Ủa vệ sinh nè. Ê, sao mình đi đâu cắp nắp cũng biết vậy hả? Mình trốn ở quầy. Ui. Ui, trời. Nó làm gì vậy? Không biết nữa. Trời ghê quá à. Trời ơi, kiểu cắp đáp sao cái hình nó dễ thương mà sao cái người thật nó ghê vậy? Cái này Cai nghĩ là cái này là hình diện thiệt của cắp náp nè. Hồi xưa giờ là mình bị hiểu lầm bởi cái hình diện gọi là dễ thương của cắp náp đó các bạn ơi. Cái này nè mọi người đó. Yeah. Đó, nhìn trong hình là đó, cắp náp dễ thương mà sao ngoài đời nó như thế này đó. Kiểu như là baby rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nè. Sao ngoài đời dính ghê vậy? Ghê quá à. Ui, ok. Rồi chúng ta tiếp tục qua. Ê, bây giờ có cắp náp thì có đất đầy chứ. Có không? Có đất đầy không? Kiếm thử rồi, kiếm. Ê, đất đầy tôi không thấy mà tôi thấy có Final FFD các bạn ơi. Ủa gì kì vậy? Rồi tiếp nè, để coi coi. Mấy cái nhân vật mình biết nè, mình biết cắp náp nè. Rồi chúng ta có mấy cái nhân vật trong gọi là gì ta? Nhà mấy kiểu số, đúng rồi. Rồi bây giờ mình... Ê, đợi xíu. Gì vậy? Không hắt xì rồi ta. Ai? Không, đen hắt xì, trời ơi, bị hắt xì. Lao quá, trời ơi, rồi để tôi coi coi. Giờ là... Ê, ở đây có cả bà ngoại luôn. Ê, mà bà ngoại đây không phải bà ngoại Granny, mà là bà ngoại Granny. Ủa? Granny như cái gì? Trời ơi, sao biết bà ngoại có trong điện thoại mình ta? Thôi, gọi bà ngoại lâu rồi chưa thăm rồi, bà. Đúng rồi, nhớ bà này, quá. Bà gọi là ở nhà một mình, đó, rồi, gọi điện thoại thăm rồi đi. Mình nhắn chứ. Dạ bà ơi, có nhà không rồi đó? Dạ, bà có ở nhà không ạ? Trời lâu rồi chưa bị bà gượt nhớ quá. Lâu lắm rồi đó, nhắn bực đó. Dạ bà có ở nhà không ạ? Rồi bà nhắn. Bà nhắn nè. À, bà ngoại mới may cái váy này cho Sim. À, vậy hả? Đúng rồi. À, vậy hả? Bà ngoại, ý của bà ngoại là bà mới may cái áo này cho con á, nên là con về nhà sớm nha. Đó, ý là gì? À, trời sao cái áo đẹp chứ ta. Cái váy đẹp lắm. Tại nhà bà ngoại hơi cũ kỹ nên là đừng hiểu lầm nha. Trời ơi, nhớ ngoại quá, hơi gọi ngoại xíu nha. Rồi, đó. Gọi bà ngoại xíu nè. Ngoại bắt máy con nha ngoại. Trời ơi, wifi hơi yếu nha. Chắc vô, nhà vô, ngoại lẹ, hơi... Vô lẹ ơi. Đó, ngoại hơi... Giờ không xài wifi hay sao á. Ôi trời ơi. Sim sống sao mà để nhà bà ngoại gọi là cũ kỹ như vậy? Không. Ê sao bà cầm cây chi vậy? Ê mà như bà ngoại này hơi lạ nha. Đâu là bà đó? Không. Cái logo mà cầm... Không phải, tôi biết rồi, nhưng mà ý là sao tôi không thấy cái mặt bà ngoại đâu vậy? Ơi ơi, bà không có đầu kìa. Dạ. Ủa sao tôi nghe ai ở vậy? Ủa bà ơi. Ủa sao bà ngoại này không có cái mặt gì đó bà ngoại ơi? Ê, đây không phải ngoại mình rồi. Bà ngoại này không có mặt nha mấy bạn ơi. Đây không phải ngoại mình. Rồi xong các bạn bị lừa rồi. Không phải bà ngoại của Granny. Trời ơi, bà ngoại kêu con về thay cái giấy mà bây giờ. Trời ơi, bà ngoại này là không có cái mặt luôn nha các bạn. Trời ơi. Bà ngoại nhắn gì nè, chôn Việt Nam nè. Chôn Việt Nam, trời ơi, bà ngoại hài dễ sợ luôn á. Bà ngoại hài quá, trời ơi, bà đừng có hài gì nữa nha bà ngoại. Quá hài luôn. Ai rồi tiếp theo cái gì đây? Ê, cái con nhiều quái vật quá, trời ơi. Không biết lựa con nào luôn á. Amanda. Trời ơi, Amanda cũng được á. Trời ơi, sao tê toàn mấy con quái vật gì ta, kinh điển mẹ. Ê, chết, Amanda phải trả tiền. Chết cha, bây giờ muốn gọi Amanda là phải tốn 49 Robux nha các bạn. Ôi, không, 69 lần thôi. Ôi, 69 lần rồi hả? Không có tiền, xin lỗi nha, không có tiền. Không có mà. Không có. Thôi, bây giờ mình gọi... Ê, cái con Charlie gì vậy? Cái con gì đây? Charlie là cái con tàu hỏa. Tàu hỏa nhện đó các bạn. Ôi. Các bạn có nhớ con này không? À, sao sim toàn số độc lạ Bình Dương không à? Mà gọi bạn Charlie này là chắc vui á. Tại bạn này có con tàu chở mình đi du lịch. Ôi, ủa? Cái này là kiểu như là những cái gọi là thông tin về bạn. Ôi, ôi nhìn nó như con nhện má. Ôi, ơi. Chụp hình đi. Ghê quá à. Chụp nó lại, đem về làm bằng chứng. Đem. Chụp. Ok. Ơi. Em nó có bắt mình không vậy? Ê, sao cái cam nó chỉa kỳ quá. Thôi được rồi, đừng chụp nhiều. Phát hiện nó. Ê, từ để chụp lại bằng chứng cái đã. Trời ơi, đợi xíu. Đây không phải bằng chứng, đây là cái hình thôi, không phải. Phải đem về để cho người dân, cảnh báo người dân chứ trời ơi.
Chập nước. Nó đang làm gì vậy ta? Sao nó cứ nhìn chằm chằm mình hoài vậy? Không biết nữa. Ý đang trên mái nhà. Như kiểu như là nó biết. Ê, đây. Đừng tới đây. Đây lại gần kia. Đừng lại gần. Bạn à. Đừng. Ủa, lại trốn được rồi. Ủa đi đâu vậy? Từ nha, tôi nghĩ pha này lắm nè, Trời ơi, cũng sợ nha. Đó, tôi biết ngay mà. Trời, tôi biết ngay là nó sẽ jump scare mình mà các bạn. Trời đất ơi. Sợ quá. Thường là cái pha vậy là hay jump scare lắm. Ủa, đó, hiểu không? Ghê quá, trời ơi, sao cái điện thoại ghê quá. Nhiều số sợ với bạn. Rồi bây giờ là có em bé nè, trời. Baby Angel. Ê, tôi nhớ là con bé này nổi tiếng lắm nè. Đúng rồi. Đó, ai cũng biết hết. Đó, trời. Thôi, bây giờ mình gọi cái nha. Đó. Không, ca nghĩ là em bé sẽ gọi là hiền nhất á, thì biết không? Hiền nhất hả? Đúng rồi. Chắc không? Chắc. Xem nhớ con em bé Baby Yellow này nó kinh. Tuy là nó cũng kinh dị nhưng mà nó là em bé thôi, tâm hồn trẻ con không làm hại mình đâu. Chắc. Đó, đồ chơi kìa, thôi kìa, thấy không? Ui. Đó, bếp. Ui, con ơi, sao con chui vô đó chi vậy con? Bé ơi, bé anh vừa hình nghịch rồi đó bé à. Em ơi, mình là em bé mà nó một... Cái sao mắt nó đỏ lên vậy? Cái có chắc nó hiền không? Cái nghĩ là không sao đâu, yên tâm, đợi không, xíu. Không, nhưng mà sợ. Đợi xíu, cái nghĩ không sao đâu. Chụp hình cái nha. Cho chụp hình cái nha, chụp hình đem về đăng lên TikTok nha. Ê, nó cười kìa, ê nó cười. Ủa đâu rồi? Wow. Nó nhìn mình kìa. Cái đầu này đầu đồ chơi hay gì? Không. À, ăn tối. Trời ghê quá. Sao lắc đầu vậy? Nó không ăn tối. Nó khóc kìa. Ủa sao khóc? Ê, bé này nó cũng không sợ thiệt nhưng mà không, bé này kiểu gì đó. Nhưng mà cũng ghê nha, nít quỷ à. Trời ơi, vô mà dắt người ta tùm lum mà. Không, kiểu như là bé này bị cô đơn lâu ngày, xin hiểu không? À, cô đơn. Trời ơi, tội nghiệp vậy hả? Rồi, tiếp theo nè, chúng ta có nhiều số quá. Ôi, tôi thấy gì có TV Man vậy nè. TV Man. À, cái này là xem như nhớ là nhiều bạn biết TV Man. Ủa, TV Man là người tốt hay người xấu? TV Man hả? Tôi cũng không biết người tốt hay người xấu nữa. Nhưng mà nếu mà bạn nào biết thì bình luận bên dưới cho bọn mình biết nha. Không, em này là người tốt á. Thôi, mình trả tiền cho anh này. Đúng rồi, TV Man này hay lắm. Trời ơi. Rồi, vô xem anh TV mình. Các bạn đang xem TV cùng với anh TV Man nè. Đó, ok. Rồi, gọi điện cho anh TV Man nha. Đó. Rồi, đó, beep. Anh TV Man ơi, em là mèo Simi với bạn Kagon nè. Dạ, bữa em có mua cái TV ở bên chỗ anh á mà anh chưa gieo cho em. Dạ. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Sao anh kỳ vậy anh? Anh quỵt tiền của tôi đó. Đó, bây giờ anh không trả lời được luôn kìa. Trời ơi, anh quỵt. Anh ơi, đừng quỵt TV em chứ. Bây giờ là gọi là no answer, không trả lời. Anh ơi, em nhà có TV để coi rồi là phim hoạt hình mà anh quỵt gì kỳ lắm anh ơi. Không có tầm. Không có tầm thiệt. Thôi mốt đừng mua TV anh này nữa. Đúng rồi. Ủa? Ủa? Em quật thiệt hả? Ủa sao không trả lời hai lần luôn các bạn? Anh ơi đừng quật em chứ, em mới nạp điện thoại 69,000 đó anh ơi. em để dành tiền lắm em mới mua được cái TV mà. Trời ơi anh ơi. Ôi! Ủa, nghe máy rồi. Ủa? Ủa anh TV Man đâu vậy? Đúng rồi. Anh đang làm nhiệm vụ. Xem thấy nhìn anh ngầu không? Ngầu, từ đợi xíu đi. Dạ, gọi chụp bằng chứng, chụp bằng chứng, cay giữ, chụp bằng chứng lại. Xem chụp cái. Chụp. Đó, ok. Quay đang quay phim rồi nha bạn. Thôi đừng quay chụp hình thôi, phát hiện. Đó, chụp hình thôi. Ôi, chụp lại. Ủa sao có cái toilet đây? Có cái toilet mà. Rồi, ok. Được rồi. Anh làm gì vậy? Sao anh cứ đứng nhìn mình vậy ta? Sao anh không bật TV lên cho mình coi Doraemon? Ủa, anh là người tốt người xấu vậy? Chả biết luôn á. Mấy bạn bình luận với mình biết. Ủa gì đây? Anh nói chuyện với cái toilet. Ủa? Anh đang xả toilet hả? Không biết nữa. Ôi dạ. Vậy rốt cuộc là anh là người tốt hay là người xấu vậy trời? À, anh đang thuần phục cái toilet. Ôi. Anh là người xấu. Anh cái mặt ông ghê nha. Mà ông này là tuy là cái màn hình TV nhưng mà bật lên cái mặt là trời thấy cũng gớm gớm đó. Tốn tiền cho anh TV. Vậy là anh TV Man fake rồi. Đúng rồi. Đã gọi là anh... quật tiền tôi rồi. Gì vậy? Điện thoại. Đây, trời đã quật tiền rồi còn quật không jump scare nữa. Anh này ác quá. Đúng vậy. Trời ơi, thiệt á.
Bây giờ tôi nghĩ là mình gọi cho người nào hài hài chứ đi. Ê, Akinto. Có biết ông thần đèn thân mái không? Là cái ông này là có thể đoán tất cả các YouTuber trên thế giới luôn. Đó. Nhưng ông biết mình. Rồi, ông hỏi coi 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 chừng nào cưới vợ rồi. Cái vợ gì tao đâu à. Rồi đó, gọi ông thần đèn cái gì à? Akinto. Ủa? Bận rồi, chắc đang bận đi có bố cho người khác. Vậy hả? Đúng rồi. Trời, buồn quá, trời ơi. Ê, check kìa. Ê, Sonic kìa. Ôi, Sonic. Ôi, trời ơi, nhiều. Cách đi bao ra đó kìa. Ở đây có cả mèo đâu, sao có con mèo vậy ta? Ê khoa mà xin nghĩ trong điện thoại này có phần game này coi. Vô xem thử nha. Ok, thử rồi. Ủa sao có game mèo SE vậy? Ở vô xem thử à. Ok. Ủa? Ôi, bây giờ mình phải chọn sao đây? Ôi, dễ thương vậy. Ủa? Có con mèo. Ê, coi có khi nào điện thoại là của con mèo không? Ồ, đúng rồi. Trời. Thì ra con mèo chính là chủ nhân. Mèo tự selfie nè. Ê, có cái hình con mèo mắc cười quá. Con mèo màu đen. Ủa, sao? Ê, mèo này tự selfie sao vậy? Trời ơi, dễ thương ta. Ôi, vậy là điện thoại của con mèo các bạn ơi. Ra là vậy. Thì ra là vậy. Trời ơi, bây giờ mình thử gọi con mèo. Con mèo thử coi. Đấy. Nhìn nó các bạn. Gọi nó để đây, gọi là. Đây, gọi nó để gọi là trả lại điện thoại cho nó các bạn. Đây. Em ơi, em có phải là cái người mà rớt điện thoại không chị? Ê thiệt á. Ê điện thoại như này. Như là nó chảnh sao ấy. Sao á, thiệt á, gọi không ai bắt máy. Đúng rồi. Em ơi, chị trả điện thoại với em nè. Em ơi. Alo, em ơi, em là mèo hả chị? Mèo. Ê sao cái nhà đó, Ê cái nhà toàn là mèo luôn. Ê cái nhà nó có cái mặt mắc cười. Wow. Sao ông mèo lại làm gì vậy? Bro, what are you doing bro? Mèo ơi. Không, chắc nó đang chơi đùa thôi. Bình tĩnh. Có mèo nào chơi với lửa? Ê mà sao? Ủa nó ăn gì? À ăn hạt. Ôi. Cào đồ. Con mèo này nó có vẻ. Cũng hơi kỳ lạ đi có nha. Cũng hơi kỳ lạ nha. Em ơi, chị trả điện thoại cho em nè. Em ơi, điện thoại em. Ủa sao đứng ngay cái tảng cây rồi bạn ơi. Em ơi, chị trả điện thoại chị. Nó nhất quyết phải jumpscare mình cho nó không lấy điện thoại. Tới lại đáng sợ chưa con mèo kia. Ngươi nghĩ là ngươi đáng sợ hả? Trời ơi. Không biết nữa, trời đất ơi, thiệt tình á. Ôi, nhiều số. Ê, anh Slenderman. Slenderman. Tôi nghe, xin nghe đồn là con quái vật nổi tiếng nè đó. Đúng rồi, Slenderman là gì ta? Truyền thuyết đô thị Gibby Bata. Đúng rồi, nghe bảo là không có mặt cao 2 mét. Đó, và đặc biệt gọi là hay gì ta? Hay bắt cóc chị em mấy bạn. Ồ, ghê lắm. Ghê lắm. Trời ơi. Anh ơi. Alo, anh ơi đừng tắt máy em nha. Đây, nghe máy nè. Ô, trời ơi, anh cao bằng cái cây luôn các bạn ơi. Trời ơi, má này cao dữ vậy. Cao quá. Ôi, ảnh cao thiệt nha. Ê, cái này giúp mình quay lén quá. Không, tí nữa anh quay mặt lại là mình biết liền. À, ok. Nhưng mà ảnh đâu có mặt đâu. Mình đâu biết được. Mình đâu có biết là cái mặt nào là mặt của anh. Ê, ảnh quay chưa? Anh này mặc đồ giống Sammy quá ha, mặc vest đồ. Anh ơi, cười lên anh. Cười lên à, trời ơi, đó là một câu xúc phạm đó Sim, trời ơi. Ôi, chết. Anh đâu có mặt đâu mà sao Sim nói vậy, Sim xúc phạm anh vậy. Anh ơi, xin lỗi. Đừng có giúp scam. Anh ơi. Ủa rồi. Anh ơi. Em ơi, em chụp hình qua TikTok ơi. Không, anh Hù không sợ. Không sợ. Khoa này không sợ lắm. Ê, vậy là anh Slenderman hiền nhất đó. Cũng hiền. Trời ơi. Anh Slenderman này là hiền nhất. Còn cái con mèo nãy là xàm nhất. Con mèo nãy xàm lắm, không có sợ gì đó. Rồi, không sợ nha. Rồi, bây giờ quái vật tiếp theo này, cho cây chọn hết. Quái vật tiếp theo hả? Giờ mình chọn coi, lưu số em đi. Bây giờ tôi thấy là gọi cho Sonic là hay nè. Sonic hả? Rồi tốn tiền nữa. Ok, em sao? Cứ gọi đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi cho Sonic.se nha các bạn. Trời. Let's go. Rồi, là con này tên Sonic. À, Sonic hả? Sonic rồi, bắt máy chị Sim nhé. Anh chị tới thăm em nè. Sonic là có cái tật là chạy nhanh lắm mấy bạn. Đúng rồi, chưa kịp bắt máy là chạy rồi. Đó, trời, sao mấy con này nó chảnh như trời. Ê, trời ơi, chảnh lắm luôn á, ê, tốn tiền quá à. Tốn tiền nha, bro. Biết vậy không trả tiền rồi. Thôi tốn tiền rồi nha, bro. Em ơi. Ôi, vô bắt đó, máy rồi trời đây. Ôi. Ủa, nhìn ai vậy? Ủa, con dịch hả? Ê, sao nhìn nó bị hài á? Em lộn số rồi đó.
Ê, cái có lộn không? Không, không có lộn đâu, nghe không lộn đâu. Ui. Ui. Đó, nó chạy kìa đó. Em ơi. Ui. Ồ. Ê, con này. Sao nó để đây, sao nó để đây. Sợ nha. Ê, nó có làm gì mà nó giờ? Trời, cuộc gọi đó bất ổn quá mấy bạn ơi. Ui. Ồ, wow, 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 ui. Wow. Đâu rồi, đâu rồi. Nó có hù ra, nó có nhảy ra, nó có... Wow, không vậy? Con này nó được cái là nó cứ đứng yên, nãy giờ nó nhìn mình hoài à. Ê, đừng hù chị nha, chị tới thăm em á. Xanh ít rồi. Rồi còn xanh ít nha. Muốn làm gì làm lẹ luôn đi cậu à. Em không sợ nha. Nhẹo quá. Nhẹo quá, trời ơi. Nói chung là em tính ra mấy con quái vật trong này nó có được cái mõm thôi, còn lại đúng là rồi. Nó không có gì đáng sợ hết mấy bạn. Rồi, tôi thấy nó không đáng sợ lắm. Đúng rồi, bây giờ gọi thêm người cuối cùng đi coi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ gọi ai ta? Bây giờ có nhiều số quá. Ê, Amanda đi ha. Ừ, Amanda đi, nhưng mà tốn tiền đó. Tốn tiền hả? À, thôi bây giờ mình... Ủa, mình xét đi. Đó, hồi xưa là tôi hay làm gọi là nước uống rim shake á, mọi người nhớ không? Rồi, rim shake coi. Anh trai cho em 2 ly nước giao tới gọi là thành phố Hồ Chí Minh nha anh trai. Dạ. Dạ, ok, ok, rồi. Okay. Biết là... Ôi, vô, trời ơi, bắt cái vô liền. Ui. Nhìn người mập u bất vui bất cười quá. Em sẽ làm gì vậy? Rim shake như vô đây ăn dụng. Rim shake ơi, cho tôi 2 ly nha. 2 ly, ly nước. Hình như là cậu ấy đang muốn ăn dụng hay sao các bạn à? Ăn dụng hả? Ê, quay lén lại nè. Quay lén này ăn không? Ăn dụng không? Ủa, đang dụng làm gì vậy? Ê, sao? Ê, sao đi xuyên tường vậy? Wow, wow, wow. Ê, dừng lại bro. Ủa gì vậy? Ê, nó đang thương tiếc cái gì á? Hình như là Rimshack đang nhớ về một cái kỷ niệm gì đó. Ồ, oh, chắc là nhớ về những người bạn của mình. Đúng rồi, tôi nghĩ là Rimshack thật ra cũng không phải là người xấu đâu. À, dạ. Trời, sao cái tình cảm nó rẹt ngang cái tự nhiên hết tình cảm. À, mình đang ngồi hẹn hò với Rimshack kìa. Chào bạn anh, hôm nay là một buổi hẹn hò rất tuyệt vời. À, bạn có muốn uống nước nước chanh hay nước cam? Gì vậy? Vậy à? Đang nhảy. Nhảy cái. Yeah, yeah. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Sao nó nhảy hoài vậy? Nhảy đâu tôi hát xì luôn bạn ơi. Yeah. Ủa sao nó nhảy hoài vậy? Ê, vậy là con này nó hài. Ủa? Gì vậy, buồn hả? Ôi mà shit, nó buồn mà. Còn tôi ở đây, còn KFC hoài luôn. Cần gì? Tôi chạy nước mũi rồi. Đây, đừng khóc mà. Ê, mấy sắc này nó sao, nó nhiều cảm xúc quá kìa. Đúng rồi, con này khá là dài nha các bạn. Nãy giờ chúng ta gọi con nào cũng ngắn lắm mà con này khá dài nha. Ơi, nó chào mình, bye. Bye, vậy ra. Bye, bye bạn nha. Trời ơi, sắc tốt quá. Chắc nó không hù mình đâu. Ừ. Bye. Ê, con này đúng lâu luôn nha. Ừ. Bye bye. Cảm ơn nha. Chào tất cả nha. Đó. Ủa, rồi sao đây? Ê, tụi mình sẽ tắt lại. Rồi mày làm vậy nãy giờ chi đi, không có bị hù vậy? Trời ơi, người ta tạm biệt nhau là được rồi. Không, nhưng mà trong tất cả các cuộc gọi mình thích Rimshack nhất, Rimshack tình cảm của bạn. Đúng rồi. Rimshack cho chúng ta rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên là hẹn hò, nhảy, buồn, tưởng nhớ và tạm biệt. Đó, nói chung là... Tự nhiên khúc cuối làm vậy thất vọng á. Ờ, thất vọng á. Đúng rồi. Bạn cho mình hy vọng, bạn hẹn hò với mình rồi bạn nhảy cho mình xem. Đúng rồi. Rồi bạn chào mình rồi bạn hù mình chi. Trời ơi, đó. Ok các bạn, thì đó là những cuộc gọi bí ẩn trong điện thoại của mình nha mọi người. Và các bạn có thể chơi game này tại trên Roblox. Và nếu bạn muốn chơi thì đây, đây chính là tựa game này. Don't call, đừng gọi, các bạn có thể chơi thử nha. À, và lưu ý là các bạn nên chơi buổi sáng nha, chơi buổi tối là hơi sợ nha. Đó, hơi sợ nha, đó. Ok các bạn, cái video của xem như này thôi thì các bạn thì như nào các bạn đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ, bye. Bye. Peace.